Cơ Lưu Ý Hoa Kiển xin mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Thì tiếp đến nhà vườn chị Thu Lan giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha bà con. Nhà vườn giao lưu những cái phôi hôm nay thì nó go lắc dáng thế rất là đẹp luôn nha. Nghệ thuật một rễ đa số là rất là nhiều. Nhà vườn thì giao lưu giá thì mềm, số lượng nhiều sỉ lẻ luôn nha cả nhà. Có thể là mình số lượng nhiều liên hệ với nhà vườn chị Thu Lan để được cái giá ok hơn nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với chị Lan ạ. Chào chị Lan. Chào anh em Nguyễn ạ, chào cô chú anh chị gần xa đã xem và ủng hộ nhà vườn của em ạ, em cảm ơn ạ. Nay em có lô mới, em cũng giao lưu với anh chị cô bác để không mất gian, em lên mã số 1 ạ. Mã số 1 của em có vành cổ là 24, sổ đế là 66 luôn. Bay cao của nó là 79. Rồi cây này em giao lưu giá cũng dễ chơi luôn ha, chỉ có 330k, bao sóng bao ship. Rồi em lên mã số 2. Mã số 2 của em có hoành cổ là 20, sổ đế 53, bay cao của nó là 62. Rồi cây này em giao lưu chỉ có 160k, bao sóng bao ship luôn. Rồi em lên mã số 3. Mã số 3 của em có hoành cổ là 22, sổ đế 53, bay cao là 71 luôn. Rồi cây này giá cây qua hai rễ nó cũng quấn với nhau rất là đặc ha bà con. Cây này em giao lưu chỉ có 180k. Rồi mã số 4, cây dáng trực. Cây này có hoành cổ 20, sổ đế 42, cao là 68 luôn. Cây này em giao lưu chỉ có 150k. Rồi lên cây số 5 này, một rễ rất là đặc mà nó quái nữa nha bà con. Cây này có hoành cổ là 21, sổ đế 65, bay nó là 85 luôn. Rồi cây này em giao lưu là 270k. Rồi kế tiếp là em lên mã số 6. Của 6 có hoành cổ 20, sổ đế là 58, bay cao nó là 69 luôn. Cây này em giao lưu chỉ có 130k. Cây này hai rễ rất cũng là dễ thương, nó quấn với nhau luôn. Rồi em lên mã số 7. Mã số 7 của em có hoành cổ là 28, sổ đế là 47, bài là 65. Cây này em giao lưu chỉ có 270k, bao sóng bao xếp luôn nha bà con. Cây này cũng có một rễ mà nó quấn cũng rất là duyên dáng luôn. Rồi em lên mã số 8. Mã số 8 của em có hoành cổ là 21, sổ đế 49, bay là 59 luôn. Rồi cây này em giao lưu chỉ có 200k, 200k bao sóng bao ship luôn. Rồi em lên mã số 9. Mã số 9 của em có hoành cổ là 27, sổ đế 47, cao của nó là 71 luôn. Cây này em giao lưu giá cũng mềm, chỉ có 250k ha bà con. Tại vì cái này là hồi nhỏ cái rễ nó gãy ngang nó liền luôn, nó liền xà lành lại hết rồi nha bà con. Em giao lưu chỉ có 270. Rồi em lên mã số 10. Mã số 10 của em có hoành cổ là 21, sổ đế 51, bay của nó là 72. Rồi cây này em giao lưu chỉ có 170k, bao sóng bao ship luôn. Rồi cây này rất là quái luôn, nó quấn chặt với nhau luôn. Cho mã số 11. Cổ 18, sổ đế 57, bài của nó là 84. Cây này em giao lưu chỉ có 220k luôn nha bà con. Cây này rất là quấn luôn, một rễ mà nó quấn với nhau như là thắt với nhau luôn á. Em mã số 12. Mã 12 của em có hoành cổ là 20, sổ đế 42, cao của nó là 68 luôn. Cây này em giao lưu chỉ có 170k. Cây này rễ cũng quấn với nhau rất là đặc. Em mã số 13. 13 này cũ này nó đặc với nhau cũng lực mà nó quái nữa nè. Cổ 24, sổ đế 51, bài là 69 luôn.
Rồi cái này em giao lưu giá mềm luôn ha, chỉ có 270k bao sống bao ship luôn nha bà con. Củ này rất là đặc luôn, nó quấn như đặc hừ luôn á. Rồi em mã số 14, mã 14 của em có quành cổ 20, sổ đế là 43, cao là 68 luôn. Cái này em giao lưu giá cũng mềm luôn ha, cây này chỉ có 180k, 180k cho mã số 14. Rồi em mã số 15, mã 15 của em có hoành cổ là 21, sổ đế là 51, cao là 82. Cây này dáng cũng chực ha, chi cành rất là nhiều, em giao lưu giá cũng mềm cho bà con chơi luôn, chỉ có 220k. Rồi em lên mã số 16, cái này hai rễ quấn với nhau rất là cũng là dễ thương nữa. Có cổ 22, sổ đế 55. Bài của nó là 62 luôn. Cây này em giao lưu chỉ có 270k bao sống bao ship luôn nha bà con. Cái cây này vừa bay mà vừa nó như muốn đổ luôn. Để cặp. Rồi mã 17 là dòng cặp. Cây đầu tiên có cổ 20, sổ đế 54, bay là 64 luôn. Củ này gắt quấn rất là dễ thương mà nó quái nha bà con. Rồi cây này nó cũng quấn quái luôn. Cho cây số 2 vô mã 17. Cổ 17, sổ đế là 55, bay là 60. Rồi cặp này em giao lưu là chỉ có 350k. Cặp này rất là quấn ha, quấn mà nó quái nữa. Rồi, tiếp theo lên mã số 18 ha. Cây này dáng chực luôn. Có hoành cổ là 17, sổ đế 37, cao là 78. Rồi, em lên cây tiếp theo là cây số 2. Cổ 17, sổ đế 37 luôn. Cao là 82. Rồi, cây này cũng dáng chực nhiều chi cành ha, cho bà con ghép luôn. Rồi hai cây này dáng chực cũng dễ thương, em giao lưu chỉ có 220k thôi nha bà con, 220k hai cây luôn. Rồi em tiếp theo mã 19, hai cây, cây đầu tiên nó cổ 16, sổ đế 45. Bài của nó là 76 luôn. Rồi cây kế tiếp cổ 15, sổ đế 50, bay là 72. Rồi, cặp này em giao lưu chỉ có 230k thôi bà con, 230k hai cây. Hai cây này rất là quấn quái nữa nè. Rễ nó rất là quấn luôn. Rồi em lên mã số 20. Mã 20 cây đầu tiên nó là cổ 12, sổ đế 34, bay là 51 luôn. Cái kế tiếp cổ 15, sổ đế 41, bay là 54. Rồi cặp này gọn gọn dễ thương xinh xinh ha, cũng duyên dáng, em giao lưu chỉ có 200k bao sống bao ship luôn. Cái này rất là quái. Dạ, mã số 20 đã kết thúc clip ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em. Em chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Rồi em cảm ơn nhà vườn chị Thu Lan. Mến chào bà con, chúc bà con xem clip thật là vui vẻ nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp luôn ạ.